dày nó to hơn không? Có. Từ nhỏ nó bị những cái hạt như này rồi à? Thì nó có bị sẫm màu không? Cháu có cảm giác không? Tức nó chỉ nổi hạt lên thôi. Vùng nào nữa? Tay nó cũng như thế này, nó có gì mùa hè thì nó nhìn rõ hơn á. Mùa hè thì trông nó nổi rõ hơn hay là nó màu nó sẫm hơn? Mùa hè thì nó nổi rõ hơn. À thế à? Bên ngoài này thì không bị này, chỗ này là không này, đây chỗ này là không, chỗ này, đây chỗ này đâu, cái da bạn này bạn ấy trắng mịn quá, đang nhìn rất rõ. Bên kia có bị không? Chỉ sần lên như này thôi. Chân có bị không? Có, ngứa. Mùa đông có bị ngứa không? Ít, từ khi mà nó khô quá thì nó kích ứng. Thì có những cái món thì dài này, những món miền quê cũng không.